Quý vị thân mến, và trong cái video tiếp theo của cái chuyên mục bản tin sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái bài thuốc chữa bệnh từ cây me đất hoa vàng. Thì theo dân gian thì cây me đất hoa vàng có vị chua, tính lạnh, có tác dụng là thanh nhiệt, lợi thấp, lượng huyết, tán ứ, tiêu thủng, giải độc. Me đất hoa vàng là cái loại phổ biến, nó được biết đến với giá trị dược liệu cao. Tên gọi khác của nó là cây ba chìa, tam diệp toan hoặc là tam tương thảo. Và trong phạm vi của video hôm nay thì chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu về cái đặc điểm sinh học, công dụng, giá trị dược liệu và những cái thông tin khác liên quan đến cây me đất hoa vàng. Thì theo y học cổ truyền thì chua me đất hoa vàng có vị chua, tính mát, có tác dụng giải nhiệt, kháng sinh, tiêu viêm, làm dịu, làm hạ huyết áp và lợi tiêu hóa. Đây là loại cây thảo sống nhiều năm, mọc bò sát đất, thân mảnh, thường có màu đỏ nhạt, hơi có lông, lá có cuống dài, mang ba lá chét mỏng hình tim. Hoa mọc thành tán gồm có 2 đến 3 hoa, có khi 4 hoa có màu vàng. Quả nang thuôn dài, khi chín mở bằng 5 van, tung hạt đi xa, hạt hình trứng, màu nâu thẫm, dẹt có bướu. Dưới đây là một số các cái bài thuốc từ cây me đất. Thì cây me đất có thể dùng riêng lẻ trong cái điều trị một số các cái vấn đề về sức khỏe hoặc kết hợp cùng các loại thảo dược khác. Thực tế thì có rất nhiều bài thuốc được truyền miệng trong dân gian về công dụng của me đất. Tuy nhiên thì có nhiều cái cách dùng trong số đó chưa được khoa học kiểm chứng. Dưới đây là các cái công dụng của loại cây này được ghi chép lại và đã được chứng minh trong thực tế về cái hiệu quả và độ an toàn. Thứ nhất là trị viêm họng bằng cách nhai me đất với muối hạt. Bạn cần 50g me đất với 2g muối hạt. Me đất còn tươi sau khi rửa sạch và chờ ráo nước thì nhai với một ít muối, nuốt từ từ nước cốt và bã của cây. Và cái bài thuốc thứ hai là uống nước cốt me đất chữa sốt cao. Giã nát một nắm lá me đất ở dạng tươi, cho vào đó một chút nước rồi vắt lên nước cốt uống sẽ có tác dụng là hạ sốt nhanh chóng. Và cái bài thuốc thứ ba là me đất kết hợp cùng với một số vị thuốc khác chữa ho. Nếu tình trạng ho do nắng nóng thì bài thuốc sẽ gồm các cái thành phần như sau: me đất và rau má mỗi loại 40g, lá xương sông và cỏ gà mỗi loại 20g. Lưu ý là dùng các cái vị thuốc ở dạng tươi, sau khi mà rửa sạch thì giã nát hỗn hợp các cái thảo dược và chắt lấy nước, cho vào đó một thìa nhỏ đường rồi mang đi đun sôi. Thuốc sau khi chế biến chia thành 3 lần và uống hết trong ngày. Trường hợp mà ho gà thì bạn sẽ dùng 10g me đất kết hợp với các cái vị thuốc gồm 12g rễ chanh, lá hẹ và lá xương sông mỗi loại 8g, 5g hạt mướp đắng và 2g phèn phi. Tất cả các cái nguyên liệu dùng ở dạng khô, mang hỗn hợp này sắc với 1 lít nước đến khi nước còn 100ml là có thể dùng được. Để dễ uống hơn thì bạn có thể cho vào đó một ít đường. Và cái thứ tư là cái cách dùng me đất chữa tăng huyết áp. Thì nguyên liệu cho một thang thuốc sắc uống một ngày gồm 30g me đất, 15g hoa cúc vàng và 10g hạ khô thảo. Các vị thuốc dùng dạng khô sắc với 1 lít nước cho đến khi nước sắc lại còn khoảng 1 chén là có thể dùng được. Thứ năm là chữa viêm gan chỉ với cây me đất. Tức là mỗi ngày bạn dùng 30g me đất dạng tươi sắc lấy nước uống, lượng nước này chia thành nhiều lần uống và dùng hết trong ngày. Ngoài tác dụng cải thiện tình trạng viêm gan thì bài thuốc này còn góp phần tăng cái hiệu quả điều trị bệnh vàng da. Thứ sáu là thanh nhiệt và chữa tình trạng đại tiểu tiện không thông với me đất. Ngoài me đất, bạn cần thêm cây mã đề mỗi thứ 20g ở dạng tươi sau khi mà rửa sạch thì giã nát và thêm vào đó một chút đường vắt lên nước cốt để uống. Thứ bảy là cách chữa xương khớp do chấn thương với me đất. Thì bạn hái một nắm lá me đất giã nát rồi chưng nóng, dùng vải hoặc băng gạc y tế bọc nó lại rồi chườm vào vị trí bị sưng. Thứ tám là chữa sốt cao, trằn trọc, khát nước. Chua me đất hoa vàng một nắm, rửa sạch, giã nát, chế nước đun sôi để nguội, vắt lên nước cốt, chia ra uống dần. Thứ chín là trị ho gà. Hái 10g cây me đất hoa vàng, 2g phèn phi, 12g rễ chanh, 5g hạt mướp đắng, 8g lá hẹ và 8g lá xương sông
tất cả các cái vị thuốc rửa sạch và sắc lên nước đặc. Mỗi lần uống thêm một ít đường để dễ uống hơn. Và cái bài thuốc thứ 10 là điều trị viêm xoang. Ở đây me đất cũng là một trong những loại cây chữa viêm xoang được sử dụng từ xa xưa, và theo nghiên cứu của các cái nhà khoa học đã chỉ ra là trong cây me đất có chứa cái lượng lớn vitamin C, vitamin nhóm B như B1, B2 và caroten, axit asolat, axit asalic, kali. Đây là những cái hoạt chất có cái tác dụng là chống viêm, sát khuẩn, giúp nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ đẩy lùi bệnh viêm xoang. Sử dụng 1 năm lá me đất rửa sạch, sau đó là giã nhuyễn chung với một vài hạt muối và vắt lên nước cốt dùng. Dùng bông thấm nước cốt thoa lên mũi bị viêm hoặc là nhỏ trực tiếp. Ngoài ra thì bạn cũng có thể là dùng cái lá me đất nấu canh ăn, giúp tác động vào bên trong và hỗ trợ điều trị bệnh khá tốt. Và chúng ta cũng lưu ý khi dùng me đất làm dược liệu, một số cái lưu ý sau đây. Tính vị là cái thành phần hóa học của cây me đất không gây độc cho con người. Tuy nhiên là nếu dùng cái số lượng lớn loài cây này trong một thời gian có thể ảnh hưởng đến cái quá trình hấp thu canxi của cơ thể. Bên cạnh đó thì hàm lượng axit asolic trong me đất khá cao. Nếu bạn dùng quá nhiều có thể gây sỏi thận trong bàng quang. Nói cách khác là người ta bị cái tình trạng này nên hạn chế dùng me đất. Còn đối với phụ nữ mang thai, các cái tác động của me đất vẫn chưa được nghiên cứu rõ ràng. Tuy nhiên là một vài giả thuyết cho rằng nó không tốt cho sức khỏe của mẹ và bé. Bạn nên thận trọng khi dùng cây này cho phụ nữ đang mang thai. Tuy nhiên thì những thông tin mà chúng tôi cung cấp ở trên đây cũng mang cái tính chất là tham khảo, nên người bệnh cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi mà sử dụng. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Bản tin sức khỏe hạnh phúc của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của chúng tôi.